SBTN Voice, chương trình thi hát truyền hình thực tế đầu tiên đã chính thức đến với cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Lần đầu tiên trong lịch sử, các thí sinh sẽ phải tranh tài trong 3 dòng nhạc khác nhau để đi đến 3 vị trí quán quân cao nhất. Em là thí sinh đầu tiên làm anh nổi da gà. Những thử thách đầy cam go. Sai tông rồi. Hát tầm 7 tầm 3. Những màn loại trừ khốc liệt. Stop. Mời em về. Những giây phút ấm áp tình thầy trò. Tốt lắm em, rất là tốt. Em phải nổi tiếng. Những giờ tập căng thẳng. If you don't do it, then get off the stage. Chứa đầy nước mắt và tiếng cười. Hãy cùng đón xem SBTN Voice được phát hình vào lúc 1:30 chiều Chủ nhật hàng tuần bắt đầu vào ngày 26 tháng 8 trên hệ thống truyền hình SBTN. Hãy theo dõi trang Facebook SBTN Voice để được cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình.